Lễ cảm hứng từ hoa giấy thanh tiên, hoa giấy nghệ thuật made paper flower là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, rất tinh tế và trang nhã. Đây cũng là dự án đạt giải A trong cuộc thi đổi mới sáng tạo của tỉnh. Trong những ngày Tết, hoa giấy nghệ thuật góp phần làm rực rỡ hơn sắc xuân bên cạnh những loài hoa đang khoe sắc. Mẫu mã y như thật, màu sắc tươi thắm, được bài trí tinh tế nhẹ nhàng, khiến cho những cành hoa giấy này có thể làm siêu lòng bất cứ ai khi ngắm nhìn. Đặc biệt, những loài hoa đặc trưng của Tết như mai, đào, cúc cũng được người thợ làm hoa thể hiện rất xuất sắc. Những ai muốn trưng hoa được lâu thì có thể chọn những cành hoa giấy này để trang trí Tết thay vì hoa thật. Thường là cả cái dịp Tết là cả gia đình người ta sẽ là tập trung là sẽ là trang hoàng lại ngôi nhà của mình. Thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid nên cũng mọi người cũng không ngoài lề, dù là có thể là ở nhà nhiều hơn thì họ cũng tập trung cho những cái phòng khách hay là những cái phòng thờ thay bằng những cái loài hoa để mà có thể là cắm bình hoặc là để bàn. Thì hoa giấy của made paper flower đối với cái thị trường gần Tết á, thì cái hoa cành cắm bình á, là mặt hàng là một trong những cái mặt hàng là bán được nhiều và chạy nhất á, thì có một cái số mà nhiều người họ rất thích mua những cái hoa giấy, ví dụ như là hoa sen để cắm trên bàn thờ, bàn gia tiên, hoa hồng cắm bàn ở giữa hoặc là hoa mộc lan giấy. Ngoài ra cũng có một cái số là sản phẩm để mà trang trí nhà cửa cũng làm từ hoa, ví dụ như là tránh của hoa đào, hoa mai, lúc còn tạo nên cái không gian màu sắc cho một gia đình. Để làm ra những bông hoa giấy nghệ thuật này, người thợ phải có óc quan sát và trí sáng tạo cao. Đối với những mẫu mã đã có khuôn sẵn thì đơn giản hơn, nhưng đối với những mẫu mã mới thì đòi hỏi người thợ phải vừa làm vừa mày mò. Từ tạo hình đến pha màu sao cho bông hoa giống thật nhất, nhưng cũng phải mềm mại, không được đờ cứng. Để mà làm được những cái bông hoa này á, thì một người phải có cái tính kiên nhẫn, thứ hai nữa là phải tỉ mỉ và cẩn thận. Khi mà làm hoa giấy á, thì mình phải quan sát cái hoa thật ở ngoài đời á, sau đó mình phân tích là những cái cánh hoa như thế nào, sắp xếp như thế nào, màu sắc như thế nào, để khi mà sắp xếp lại, làm lại cho nó giống một cái bông hoa thật. Công đoạn mà khó nhất đối với mình á, mình thấy là cái công đoạn pha màu và làm cái nếp á, để sao cho mềm mại và nó giống thật. Với sự ưa chuộng từ khách hàng, hoa giấy nghệ thuật của made paper flower hiện có rất nhiều mẫu mã, từ hoa cành, hoa cảm bình, hoa trang trí hay hoa khung tranh. Nhờ sự đa dạng và tinh tế, dự án khởi nghiệp này đã đi đến với nhiều thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh hoa giấy truyền thống thanh tiên, mọi người còn biết đến một hình thức hoa giấy khác của Huế rất tinh tế và sang trọng. Hoa giấy của mấy paper flower ấy được làm hoàn toàn là từ giấy, vậy là chất liệu là giấy mỹ thuật, nó là giấy cứng nhưng mà qua được cái công đoạn là tạo hình để tạo ra những cái cảnh hoa làm sao cho nó sinh động nhất và nó như thật như thế này. Thì cái hoa giấy là được có ưu điểm đó là nó rất là vệ sinh dễ, nhanh chóng, tức là nếu mà bụi mình chỉ cần lấy cái cỏ mình quẹt qua một lần hai lần thì bụi sẽ bay đi. Ngoài ra cái xu hướng mà sử dụng những cái chất liệu giấy là đó là thân thiện với môi trường, thì mọi người càng nhận thức được cái việc sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường là sẽ là một cái nhu cầu cho cái tương lai á. Là một trong những dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt giải cao, hoa giấy nghệ thuật đang ngày càng chinh phục nhiều thị trường khó tính trong và ngoài nước. Ngày Tết, bên cạnh hoa giấy truyền thống thanh tiên đã nổi tiếng bao đời, người dân cũng có thể một lần trải nghiệm hoa giấy nghệ thuật, cùng lấy cảm hứng từ thanh tiên để thấy rõ hơn sự khéo léo tỉ mẩn của những người thợ tài hoa xứ Huế.